Phòng thu ngôi sao mới giúp giọng ca bản tỏa sáng như sao. Là thân con gái em nào nghĩ gì, đâu nghĩ rằng anh sang em thế nào. Nhưng cỡ sao anh mau đổi thay, anh vợ như là không hay, bỏ mặc em gặp nhắm chua cay. Dù em đã biết anh là phũ vàng, nhưng vẫn hoài mang nỗi niềm trong lòng. Đầy trọn yêu nên trao tất cả, bạc tiền sự nghiệp công danh đổi lại bằng chỉ là số không. Anh bây giờ chẳng là đang vui bên nhân tình, có phải không anh? Người yêu anh ra sao, có phải là như em khi yêu phải bán mua bằng tiền? Nhưng anh à, chẳng là không đâu, do tim này quá là yêu anh. Giờ đây em buông tay và xin anh hãy thôi, một khi đã yêu ai đừng gian dối. Tội nghiệp người ta, giờ đây hai đứa xa biệt mất rồi, duyên kiếp từ nay chẳng còn nữa rồi. Nhưng thẳm sâu trong tim của em mong rằng anh được hạnh phúc với một người. Anh thật lòng yêu. Dạ, em xin hát. Tức là chị đã chuẩn bị nó kỹ hơn thì nghe chào trước và tình cảm nức nở hơn lắm ạ. Xin mời ca sĩ đưa lên cho chị xem đánh giá đi ạ. À, xin hỏi tất cả mọi người thì sau khi chị đã rất là sẽ trong đó một cái buổi học của lớp của sao mới thì chỉ trình bày một ca khúc rất là cảm xúc và rất là đau đớn, như là ca khúc này nó có một cái sự dang dở của một người con gái. Cái nỗi lòng trong bài hát đó thì thực sự mọi người nghe có đồng cảm với Ly Lâm về điều này không? Mình là con trai thành ra là cho nên ở đâu đó có những cái chất hờn rồi này kia, thành ra là mình cũng cảm nhận được những điều đó hả anh gì mình. Ok, thế thì sau khi hát lại thì chị biểu diễn xuyên suốt ca khúc hơn, hy vọng là cái điều đó nó sẽ được khắc phục sau ngày hôm nay và sắp tới là những cái buổi diễn, những chuyến du diễn sắp tới nữa của bên sau mới, cũng như tất cả các bạn sẽ được chọn. Quan trọng là tất cả các bạn chọn bài và cái làm chủ sân khấu là nó rất quan trọng, và cái bình tĩnh. Cho nên đừng có bị phân tâm cái gì hết.